Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh tin tức sau Việt của chúng tôi. Và sau đây là tin tức Hồ Quang Hiếu say đắm bên người đẹp. Nam ca sĩ có những khoảnh khắc lãng mạn cùng Trang Phi trong MV Vô Vọng. Đầu tháng 3, Hồ Quang Hiếu tung MV Vô Vọng, chỉ sau vài ngày đã thu hút khoảng 100.000 lượt xem. Nhiều khán giả gọi nam ca sĩ là sói ca với hình tượng trong MV. MV được trích hình ảnh từ phim Dịch Vụ Tình Yêu mà nam ca sĩ đóng vai chính. Đôi trai gái phải trải qua nhiều sóng gió nhưng cuối cùng vẫn không đến được với nhau. Đóng vai người yêu Hồ Quang Hiếu là diễn viên Trang Phi, cặp đôi có những kỷ niệm ngọt ngào nhưng chỉ vì hiểu lầm mà cãi vã đau khổ. Hồ Quang Hiếu còn bị Trang Phi tát trong MV. Hồ Quang Hiếu trong cảnh quay say đắm bên Trang Phi, họ diễn xuất nhập tâm và đầy ngọt ngào. Ca khúc Vô Vọng là bản tình ca buồn với giai điệu da diết, gợi nhớ về kỷ niệm của những người từng yêu nhau. Hồ Quang Hiếu cũng chính là người đầu tư, sản xuất phim Dịch Vụ Tình Yêu, Tôi Muốn Thử Sức Mình trong lĩnh vực điện ảnh, với vai diễn được Donny đóng giày. Ngoài ra, nam ca sĩ cũng muốn thử thách mình ở một lĩnh vực mới. Anh tin rằng đam mê và nỗ lực sẽ giúp anh có được sản phẩm thú vị dành cho khán giả.